Ok, trong phần này thì thầy hướng dẫn các em sử dụng cái template của phần admin nhé. Thì chúng ta sẽ có một cái template như này. Cái admin LTE, cái này khá phổ biến và cái này nó miễn phí trên mạng nhé. Em có thể lên mạng search được GitHub, GitHub cái nó người ta up lên rất nhiều. Thì các em nào mà chưa có thì vào cái đường dẫn này của thầy nhé, lấy về nhé. Như thế này nó có cái mục thầy đã up lên đây rồi, up lên server thầy rồi, đã tải về. Ok, sau khi tải về xong thì các em copy vào cái làm copy vào đâu cũng được, nhưng mà giải nén ra và copy cái thư mục của nó về cái một cái thư mục nào đấy để chúng ta dùng, được chưa? Để phía ngoài cũng được nha, không nhất thiết phải để trong thư mục web đâu, để phía ngoài cũng được. Tuy nhiên thầy để luôn trong này. Đấy, thầy copy vào đây, thầy giải nén ra đây, thầy dùng. Thì trong này thầy giới thiệu qua tí này, chúng ta kích vào đây. Trong này có một cái một, cái hai gì cũng được. Cái một là cái bản nguyên gốc của nó, còn cái hai là cái mà của bạn Thành, bạn có update một số thứ thì chúng ta dùng cái luôn của bạn Thành cũng được, nhưng nó không khác biệt nhiều đâu. Ta có thể mở lên chúng ta xem, một hai nó như nhau hết mà. Đấy. Đấy. Rồi. Đấy. Thì chúng ta dùng cái hai nhé. Thì trong này thì nó là cái backend, thì đầu tiên là cái dashboard của nó thì bao giờ cũng hiển thị lên cái thống kê gì đấy, thì chúng ta dùng được cái gì thì chúng ta dùng, không dùng được thì chúng ta bỏ đi. Thì ở đây thầy giới thiệu mấy cái như sau, ví dụ như có rất nhiều mục chúng ta có thể dùng được. Private này, kinh quá, nhìn kinh quá nhỉ. Chat này, bản đồ này, đó cái này chắc chúng ta chưa dùng đến. UI element này đúng không, trong này có genre này, chúng ta xem genre là cái gì. Thì ra rồi nó là một cái mẫu chụp về hình ảnh thôi, color template này. Muốn lấy màu thì chúng ta vào đây lấy này, thích màu gì nhá, có mã màu ấy rồi, ok chưa? Đấy, trường hợp còn muốn màu, muốn thông báo thì đây có mấy khối thông báo này. Rồi icon thì làm sao, đây icon rất nhiều, chúng ta muốn dùng thì icon gì đây. Hôm trước là buổi trước thầy đã hướng dẫn các em cách dùng phong Asamware rồi đúng không nhỉ? Em như vậy thay vì các em lên mạng search thì bây giờ trong này nó có sẵn rồi, em chỉ copy cái class, đây là class ạ, đúng không? Đây là class, các em chỉ cần copy class này về cái của mình dùng, được chưa? Rồi button này, đấy nó có các loại button này, thích button nào lấy button đấy, đúng không? Có mã sẵn rồi, thế dùng thôi. Slider này, đấy nó có slider như này, xa, quá đẹp, đúng không? Rồi gì nữa? Rồi thumbnail đó, thumbnail cho chúng ta. Thumbnail thì dùng trường hợp mà trong trường hợp các em muốn làm cái CV, CV online để gửi cho kia. Có nghĩa là khoảng thời gian từ lúc mà sinh ra cho đến lúc mà trưởng thành đến bây giờ thì làm công tác gì, việc gì, đúng không? Thì thường thường ra gì bắt đầu start từ cái thời sinh viên thôi. Làm công việc trong việc gì? Thì nó có mẫu về cái thumbnail này. Model này, model thì như sau, ví dụ kích vào đây, đấy nó hiển thị lên model này cho ta, đẹp đúng không? Thay vì mình đi làm thì có sẵn, người ta copy cái HTML sang dùng thôi. Rồi mẫu form này, đây nó có mẫu form đây, được chưa? Đấy, quick example nhanh này, chúng ta muốn lấy mấy cái này, đấy, cái này bản chất của nó từ bootstrap mà ra thôi, đúng không nhỉ? Bootstrap thầy hay làm cho các em đấy, lấy cái bootstrap control đấy, sau đấy thầy để lại hai cái email password thôi, sau đấy muốn làm gì làm. Đó. Mà có rất nhiều mẫu form cho người ta lựa chọn, ta thích cái nào thì lấy cái đấy, được chưa? Rồi gì nữa? Advanced này, đó, nó có cái nâng cao này, đó. Form mẫu form rằng date này, đẹp cái chứ đúng không? Đấy, rồi. Date time này. Rồi gì nữa, editor này, đấy nhá, ngon chưa, CK editor luôn. Rồi gì nữa, table này, nếu như các em muốn hiển thị danh sách dạng bảng thì nó có cái mẫu sample cho chúng ta. Simple này, dạng đơn giản này, đây dạng mẫu đơn giản là như này, dạng mẫu đơn giản, được chưa? Dạng mẫu nâng cao hơn chút đây, data lấy dạng dữ liệu này, thì nó sẽ có dạng như này, đúng không? Có gì chúng ta dùng cái đấy, trend đời cho chúng ta dùng đến mailbox cũng không. Example, example về cái, chắc là về liên quan mailbox, trong example nó có mấy cái về cái trang cơ bản đấy, mà một bất kỳ một trang cấp nào cũng hay có.
Đây, trang đầu tiên là cái inbox này thì thầy chưa dùng đến bao giờ. Voi này. Rồi bỏ qua cái này đi. Đấy profile này. Đấy, cái file này cái đấy chính là cái lúc này mà thầy phải giới thiệu đấy. Cái muốn làm một cái profile về bản thân đấy thì sau này giới thiệu cho các nhà tuyển dụng thì nó có mẫu profile sẵn đấy. Còn không thì lên mạng lấy profile khác cũng được. Profile login này, người ta dùng login này cũng được để tránh cho admin. Rồi thì trang lock screen nữa, khóa màn hình này 404, khi mà không tìm thấy cái trang đấy thì ra thì trang này này, khi mà không tìm thấy Thái Nguyên ấy thì ra thì trang này. Đấy, em kinh vào xem blank page này đúng không, cái page này nó không biết cái gì. Rồi ngoài ra còn có gì multi gì đấy nữa, cái level cấp bậc document. Rồi ok đấy, tạm thời như thế nhá. Thì bây giờ dùng nó như nào, thì bây giờ chúng ta phải biến nó thành của mình cái đã đúng không. Thì các em làm như sau, các em copy cho thầy, đưa vào project mình. Thì đầu tiên mình sẽ tạo một cái project đúng không. Thì ở đây thầy đây, ví dụ như thầy tạo một cái bài project, chúng ta giải nén cái connector ra thôi. Các em dùng framework gì cũng được đúng không. Sau này các em ví dụ các em dùng framework khác cũng làm tương tự như thế. Ở đây thầy dùng framework là connector, thầy giải nén ra nhé. Đi check in. Đấy. Sau đấy thầy sẽ làm một cái đâu đó, đây này. Thầy sẽ làm cái thằng là APK mình có đây rồi nhỉ. Hôm trước mình chạy đây rồi đúng không? À đây rồi, mình có sẵn rồi nhỉ. Nhá. Có sẵn APK rồi nhá. Thì mình dùng luôn thằng APK này luôn này. Mình đưa vào đây thôi. Có hiểu ý không ạ? Hay là muốn làm từ đầu? Làm luôn APK nhá, bởi vì nói bản chất là nó nếu như làm từ đầu thì là phải config lại thêm mấy thứ database rồi thì UDL thôi mà nhá. Thì làm luôn cái APK này với lại copy cái HTML set sang thôi. Thì làm luôn cái APK này. APK này thì test thử xem APK nó chạy chưa nhá. Application controller. Đấy, nó có sẵn controller rồi, chạy ngon luôn. Rồi, như vậy thì thầy sẽ kéo cái APK này vào trong cái mình. Đó, APK này. Đóng lại mấy cái này lại nhá. APK đây. Rồi. Trong APK này thì chúng ta làm cái gì trong này thì chúng ta chạy thử cái đây nhá, xem thì nó chạy thằng APK này chưa. Bây giờ chạy sau localhost này. APK đúng không? APK gạch chéo sau đấy đến controller đúng không? Controller chúng ta là gì? Chúng ta cứ lấy controller, mở controller ra, đây có controller APK này, chạy luôn đúng không? Chạy luôn controller là APK. Đây. APK bị đúng chứ nhỉ? Thiếu chữ R. Không có chữ L nhá. Mệt chéo này. ATK trước là nó thư mục web nhá. ATK sau là controller nhá. Biệt. Đấy, nó chạy lên ra này rồi đúng không? Ngon rồi. Thế bây giờ chúng ta tích hợp nó vào như sau. Em copy cho thầy hai cái thư mục. Thư mục thứ nhất là thằng nào đây, thằng giản nén ra đúng không? Em copy cho thầy là power component và cái thư mục list. Page thì không cần đâu, page thì nó là chính là HTML, thì khi nào chúng ta cần lấy cái nào chúng ta phải lấy cái đấy. Còn nó rất nhiều trong đấy, rất nhiều, nên không cần. Canon C này. Copy vào cái thư mục chúng ta thôi. ATK, em tạo cho thầy một cái thư mục public ở đây. Public nhé. Paste ra vào đây. Ok nhá, copy xong nhá. Rồi, copy xong rồi thì chúng ta sẽ phải lấy cái trang home của nó. Trang home của nó là trang home này này. Bước tiếp theo là chúng ta lấy trang home của thằng này. Đấy, trang home này. À, các em bấm cho thầy là Ctrl U. Lấy tất cả cái HTML của nó kìa. Ctrl U nhá, nó ra HTML của nó này. Sau đấy Ctrl A. Ctrl C, copy đúng không ạ?
Chúng ta sẽ tạo một cái trang chủ của admin. Thì view thì chúng ta phải tạo trong view đúng không? Cái em tạo cho thầy thêm một cái thư mục nữa là thư mục admin new nhé, new folder nhé, đây là new folder nhé. Em đặt cho thầy là admin, được chưa? Trong admin này cái em tạo cho thầy một cái home, cái trang chủ là trang chủ của admin nhé. Chúng ta có hai trang chủ nhé, trang chủ frontend và trang chủ backend nhé. Thì đây là trang chủ backend này, chúng ta đang tạo đi là trang chủ backend. Các đường nét này là tôi hôm đó hôm chấm pp nha, hoặc là admin chấm pp đi được không? Admin cái dưới view nhé, chấm pp rồi enter, sau đó các nhân v vào đây luôn. Đấy, đấy là tất cả mã nguồn của cái thằng trang home của Dropbox của LTE. Rồi, cắt cái lại. Khiếp nhỉ, 15 16.000 dòng. Ôi, bao giờ mới cốt được 16.000 dòng bây giờ. Rồi thế bây giờ việc tiếp theo chúng ta là chúng ta phải sửa lại đường dẫn. Theo cái đường dẫn của chúng ta để nó load được mấy cái component và mấy cái JS và CSS. Hiểu gì không? Thì nếu như mà thầy nhớ không nhầm thì hôm trước thầy đã config ở trong cái thằng Autoload rồi, chúng ta load URL rồi. Xem là đây, có load rồi đây này, nhìn thấy chưa? Không cần nữa nhá. Bây giờ làm như sau, thay thế này, như vậy ở đây của chúng ta phải là e cho thằng gì ạ? Bay ở dưới URL đúng không? Hàm nha. Và các em nhìn thấy là nó không đổi màu, các em tắt đi bật lại nhá. Đóng đi bật lại. Bây giờ nó có cái màu chút. Đấy, nó có cái màu. Sau đấy gì ạ? Cái thằng này nó nằm ở trong public đúng nhỉ? Cái em phải gạch public này. Nó nằm trong thư mục public nhá. Sau đấy gạch chéo này. Ok chưa? Cái thư mục power component này nó nằm ở trong thư mục public thì cái em phải chọn đến cái thư mục này nhá. Rồi thì bây giờ ở dưới rất nhiều thì chúng ta phải copy và replace nó nhá. Cái em sẽ là cái em bôi đen cho thầy đoạn này này. Đấy, đến đây. Đấy, rồi sau đây mà các em bấm Ctrl H nhá, Ctrl H này. Đấy. Sau đấy các em rewrite cái gì? Rewrite cái đường dẫn này này. Đấy, copy đoạn này. Đấy, như vậy tất cả những cái đường dẫn mà có bắt đầu là cái đoạn này thì nó sẽ thay thế bằng cái này nhá. Rồi sau đấy các em bấm rewrite all. Đấy, nó bảo là 47. 47 cái không phải 47, ba nơi có ba cái, ba cái thay thế ba cái. Rồi sau đấy tiếp này đấy là cái thằng là bootstrap ở trong cái bootstrap ở trong cái power nhá. Tiếp tục phía dưới này chúng ta nhìn thấy là có cái gì à? Dit này, đúng không? CSS của thằng dit này. Là cũng làm tương tự thế thôi. Bôi đen này. Để thằng dit này nhá. Rồi, Ctrl H. Các em repeat cho thầy cái đoạn này là copy thằng dit này này xuống phía sau public này này. Ok chưa? Đấy. Ok, repeat all nhá. Rồi. Vậy chúng ta được hai thằng rồi. Đấy là cái vùng này là vùng thứ nhất nhá, cái vùng này các em nhớ này, cái vùng này là vùng header nhá, đấy là vùng nhất chúng ta cần phải thay thế này. Một cái vùng nữa là các em kéo xuống cuối cùng, kéo thẳng xuống cuối cùng luôn nhá. Rồi ta nhìn thấy cái vùng thứ hai là vùng về Java Clip. Nhìn thấy chưa? Vùng Java Clip, vùng này chúng ta cũng phải thay thế nó. Em lại bôi đen thằng này này. Đấy, Ctrl H này. Đấy, thay thế bởi cái gì? src, thay thế đúng y nguyên như thế nhưng bổ sung thêm cái thằng bay url và public thôi. Ok, xong bấm delete all. Rồi và xuống dưới các em nhìn thấy là có thằng lead nữa, em lại bôi đen tiếp thằng này này z, bôi đen cả z, căn h này. Sau đấy các em copy cái đoạn này này, đấy, paste ra phía sau thằng public. Rồi repeat all.
Đấy, xong như vậy chúng ta copy xong đường dẫn cho nó Cabinet lại. Và bây giờ chúng ta sẽ chạy cái view này xem thì nó có lên được không. Chạy cái view này thì chúng ta phải tạo một cái gì nhỉ, một controller. Thì controller chúng ta controller dạng admin, thì ở trong controller này các em tạo cho thầy thêm một cái admin này nhé. À, tạo cái thư mục admin new này, new folder này, à, admin đúng không, để chuyên chứa những cái controller của thằng admin. Được chưa? Trong admin này chúng ta tạo một cái controller của thằng admin là home hoặc là admin ấy, cabinet admin.pt, bởi vì là cái view chúng ta là tạo là admin view rồi, thì đấy chúng ta tạo cái home rồi. Rồi xây controller này, tab này, đấy, admin. Ở đây chúng ta load cái gì ạ, load view thôi, load cái dưới view, tên view là của chúng ta là admin cái dưới view đúng không, tuy nhiên nó nằm ở trong cái thằng thư mục admin, thì vậy các em phải bổ sung vào là admin gạch chéo này, admin gạch dưới view chấm php. Rồi, chạy thử nhá. Đóng lại này. Của chúng ta là localhost này. PHP lượt thứ 2 này. ATK đúng không? Đây, ATK này. ATK tuy nhiên nó không phải là ATK về ATK. Mà là ATK sau đấy đến gì nhỉ? Admin đúng không? Đúng không? Admin sau đấy mới đến gì? Mới đến là admin chấm admin tiếp này. Admin này là admin thư mục này, được chưa? Cái thằng ATK ngoài là thư mục web này, thằng admin này là admin gì ạ, thư mục này trong controller này, và thằng tiếp theo nữa là admin này là admin là tên controller này, được chưa? Enter này. Wow, ngon chưa, đến luôn đúng không? Đấy, đấy có hiệu ứng luôn. Đấy, chỉ có mỗi tôi là page không có thôi, bởi vì page là chúng ta chưa biết dùng page nào cả. Khi nào dùng page nào chúng ta đưa vào page đấy. Ví dụ như ở đây thì mà chọn vào cái page là nó sẽ đây login. Đấy, nó sẽ bảo là thiếu cái page này đúng không? Page này chúng ta chưa dùng, khi nào dùng thì chúng ta đưa vào. Thì page này chúng ta sẽ chắc căn cứ vào cái đường dẫn này này. Chúng ta sẽ quay sang cái thư mục của thằng LTE này này. Đấy, chúng ta quay sang LTE example nhá. Các em lại chọn cái gì? Form, lúc này là form đúng không? Form này, form à, example này, login này, được chưa? Đấy, chúng ta lấy cái vào đúng đường dẫn này, chúng ta lấy cái trang login của nó HTML nó về copy về, hiểu không ạ? Đây trang của nó đây. Ví dụ như là đây nhá, à, PPL02 này, này, page nó có thêm một page này, được chưa? Rồi xem đường dẫn tiếp nhá. Page trong là gì nè, example đó. Đấy, trong này có example đấy, được chưa? Và nó có một cái là page.html. Đấy, và chúng ta chỉ cần lấy gì ạ? Lấy cái HTML thôi. Page.html. À, login.html, sorry. Login đấy, các em chỉ cần view nó lên thôi. Căn cứ lấy mã nguồn hoặc là các em edit với nó page này cũng được này. Được chưa? Đây. Mã nguồn nó đây. Được chưa? Đấy, sau đấy Cantona, các em muốn tạo login, form login nhỉ, giống như thế nhỉ, Cantona ở đây. Đấy, lấy về luôn, tạo một cái view ở trong trong project của chúng ta, copy cái view này, và đổ dữ liệu ra view này, thế là xong, xong một cái giao diện. Ok chưa? Rồi, như vậy thì thầy đã hướng dẫn xong cái phần là sử dụng cái này nè, chứ bây giờ chúng ta sẽ đi làm thật luôn, đúng không? Đầu tiên là chúng ta tạo một cái form login đã, nhá. Ok. Thì cái phần này thì chuyển sang clip sau nhé.